Sách Thi Thiên, chương 91. An ninh trong đấng chí cao. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ hằng được ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài, vì Ngài sẽ giải cứu người khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự hành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi và vạn người sa ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi cư trú mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Vì ngươi kính mến ta nên ta sẽ giải cứu ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi vì ngươi biết danh ta. Ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi. Trong cơn gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu ngươi và tôn quý ngươi. Ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Sách Luca, chương 12. Cảnh cáo kẻ đạo đức giả. Khi ấy, dân chúng tụ họp cả hàng vạn người, đến nỗi giày đạp lên nhau. Trước hết, Đức Chúa Giê-xu bắt đầu phán với các môn đồ Ngài rằng: Hãy đề phòng men của người Pha-ri-si và thói đạo đức giả. Không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày, và không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên, những điều các con đã nói trong nơi tối sẽ được nghe trong nơi sáng. Những điều các con đã nói trong phòng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Ta nói với các con là bạn hữu ta, đừng sợ những kẻ giết thân thể rồi sau đó không làm gì được nữa. Nhưng ta chỉ cho các con biết phải sợ ai. Phải sợ đấng mà khi đã giết rồi còn có quyền ném xuống hỏa ngục. Đúng vậy, ta bảo các con phải sợ đấng ấy. Chẳng phải 5 con chim sẻ được bán với giá 2 đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ. Ta bảo các con, ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, thì người ấy cũng sẽ bị chối bỏ trước mặt các thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha đâu. Khi người ta đem các con đến trước nhà hội, trước những người cai trị và các nhà cầm quyền, thì đừng lo phải nói như thế nào hay nói những gì để bên vực mình. Vì chính giờ đó, Đức Thánh Linh sẽ dạy các con những điều cần phải nói. Người giàu dại dột. Bấy giờ, một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con. Ngài đáp: Này người kia, ai đặt ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi? Ngài phán với họ: Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ. Ruộng của một người giàu kia rất được mùa,
Anh ta thầm nghĩ, ta phải làm gì đây? Vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá những kho này và xây những cái khác lớn hơn. Rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Sự lo lắng. Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ, vậy nên ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. Vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem loài quả, chúng không gieo, không gặt, cũng không có vựa lẫm hay kho tàng. Thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? Hãy xem hoa huệ lớn lên thế nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa này. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Sự tỉnh thức. Lưng các con phải thắt lại, đèn các con phải thắp lên. Các con phải làm như những người đang chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để khi chủ về đến, gõ cửa thì mở ngay. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ đang thức canh. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ thắt lưng mình, mời các đầy tớ ngồi vào bàn tiệc và đến phục vụ họ. Nếu canh 2, canh 3, chủ trở về thấy các đầy tớ như vậy, thì thật là phước hạnh cho họ. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết được kẻ trộm đến giờ nào, thì sẽ không để cho nó xâm nhập nhà mình. Các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Phi-e-rơ thưa, lạy Chúa phán ẩn dụ này cho chúng con, hay cũng cho mọi người? Chúa đáp, ai là người quản gia khôn ngoan và trung tín, được chủ giao quản lý nhà mình để cung cấp thức ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến thấy làm như vậy. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nhủ, chủ ta chưa về ngay đâu, nên bắt đầu đánh đập tôi trai, tớ gái, rồi ăn uống say sưa, chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, sẽ trừng phạt nó nặng nề và cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nặng. Nhưng đầy tớ nào không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì sẽ bị đòn nhẹ. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ai đã được giao cho nhiều hơn thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.
những lời răn dạy khác. Ta đã đến để ném lửa xuống đất. Nếu lửa cháy lên rồi, ta còn ước ao gì nữa? Có một bắp tem mà ta phải chịu. Ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào việc ấy được hoàn tất. Các con tưởng ta đến đây đem bình an cho thế gian sao? Ta bảo các con, không phải, nhưng đem sự phân rẽ thì đúng hơn. Vì từ nay, 5 người ở chung một nhà sẽ phân rẽ nhau. 3 người nghịch với 2, 2 người nghịch với 3. Họ sẽ phân rẽ nhau, cha nghịch với con trai nghịch với cha, mẹ nghịch với con gái nghịch với mẹ. Mẹ chồng nghịch với nàng dâu nghịch với mẹ chồng. Ngài lại phán với đàn dân, khi thấy đám mây nổi lên ở phương Tây, các ngươi liền nói, sẽ có mưa, thì quả có như vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói, sẽ nóng bức, thì quả có như vậy. Hỡi bọn đạo đức giả, các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất, vì sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? Tại sao các ngươi cũng không tự mình suy xét điều gì là đúng? Khi người đi với kẻ tố cáo mình đến trước người cai trị, dọc đường, hãy cố gắng giảng hòa với họ. Đừng để họ kéo ngươi đến trước quan tòa. Quan tòa giao cho viên cai ngục để bỏ tù ngươi. Ta bảo ngươi, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng. Sách Daniel, chương 1. Daniel và 3 người bạn tại Babylon. Vào năm thứ 3, triều vua Jehoiakim của Giu-đa, vua Babylon là Nebuchadnezzar đến bao vây thành Jerusalem. Chúa phó Jehoiakim, vua Giu-đa và một số vật dụng trong nhà Đức Chúa Trời vào tay vua Nebuchadnezzar. Vua này đem các vật dụng đó vào đền các thần mình tại xứ Sinea và để trong kho của các thần ấy. Vua ra lệnh cho Akbena, quan đứng đầu các hoạn quan, đem đến một số con cái Israel thuộc dòng dõi hoàng tộc và quý tộc. Những thanh niên này phải là những người không khuyết tật, mặt mày khôi ngô, khôn ngoan trên nhiều phương diện, có kiến thức rộng và sáng suốt, đủ khả năng phục vụ trong cung vua. Akbena cũng phải dạy cho họ văn chương và ngôn ngữ của người Canđê. Vua định phần ăn mỗi ngày cho họ. Từ phần thức ăn ngon vua ăn, rượu vua uống, sau 3 năm nuôi dạy như thế, họ sẽ đứng trầu trước mặt vua. Trong số các thanh niên ấy có Daniel, Hanania, Misael và Asaria là những người thuộc bộ tộc Giu-đa. Quan đứng đầu các hoạn quan đặt tên mới cho họ. Daniel là Belteshazzar, Hanania là Sadrach, Misael là Meshach và Asaria là Abednego. Nhưng Daniel quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến viên quan đứng đầu các hoạn quan yêu thương và cảm thông với Daniel. Tuy nhiên, viên quan này đối với Daniel, ta sợ vua là chủ ta, người đã chỉ định phần ăn thức uống cho các ngươi. Nếu nhà vua thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn các thanh niên cùng tuổi, thì chẳng phải các ngươi đã nộp đầu ta cho nhà vua đó sao? Daniel nói với Hamensa, là người được quan đứng đầu các hoạn quan giao nhiệm vụ trông coi Daniel, Hanania, Misael và Asaria rằng, xin ông thử các đầy tớ ông trong 10 ngày, chỉ cho chúng tôi ăn rau, uống nước thôi. Sau đó, ông cứ so sánh sắc diện của chúng tôi với sắc diện của các thanh niên dùng thức ăn của vua, rồi ông hãy xử các đầy tớ ông theo điều ông thấy. Hamensa chấp nhận lời đề nghị đó và thử họ trong 10 ngày. Sau 10 ngày, sắc diện họ trông hồng hào, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên dùng thức ăn của vua. Vì thế, Hamensa rút lại phần thức ăn ngon và rượu của vua, chỉ cho họ ăn rau mà thôi.
Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên này tri thức và khả năng hiểu biết mọi thứ văn chương cùng sự khôn ngoan. Riêng Daniel còn thấu hiểu tất cả các khải tượng và chiêm bao. Đến thời kỳ vua Ấn Định phải trình diện họ, người đứng đầu các hoạn quan đưa họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện với họ và thấy trong cả nhóm không có ai bằng Daniel, Hananiah, Mishael và Azaria. Vì vậy, họ được đứng chầu trước mặt vua. Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi gấp 10 lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. Vậy nên, Daniel cứ ở đó cho đến năm thứ nhất triều vua Siru. Chương 2. Giấc chiêm bao thứ nhất của Nebuchadnezzar. Năm thứ hai triều vua Nebuchadnezzar, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối, không ngủ được. Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người canh đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua. Vua nói với họ: "Trẫm đã thấy một giấc chiêm bao và tâm trí trẫm bối rối vì muốn biết ý nghĩa giấc chiêm bao đó." Những người canh đê tâu với vua bằng tiếng Aram rằng: "Bệ hạ vạn tuế, xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa." Vua trả lời với những người canh đê: "Đây là điều trẫm đã quyết định. Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết nội dung và lời giải thích giấc chiêm bao đó, thì các ngươi sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà các ngươi sẽ thành đống phân. Nhưng nếu các ngươi nói cho trẫm rõ giấc chiêm bao và lời giải thích, thì trẫm sẽ ban cho các ngươi quà tặng, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy, hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao đó và lời giải nghĩa đi." Họ tâu lần thứ hai: "Xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa." Vua đáp: "Trẫm biết các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì các ngươi biết điều trẫm đã quyết định. Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết giấc chiêm bao thì chỉ có một án lệnh dành cho các ngươi thôi. Các ngươi âm mưu với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói với trẫm cho đến khi mọi việc thay đổi. Vậy, hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao và trẫm sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được." Những người canh đê tâu với vua: "Không một người nào trên thế gian này có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ được, vì chẳng có vua nào, dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa, lại đem việc như thế hỏi thuật sĩ, pháp sư hay người canh đê bao giờ. Việc bệ hạ đòi hỏi thật là khó khăn, không ai có thể tỏ cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt." Nghe vậy, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết hết các nhà thông thái của Babylon. Thế là lệnh giết các nhà thông thái được ban ra. Người ta tìm Daniel và các bạn của ông để giết. Bấy giờ, Daniel cẩn thận dùng lời khôn khéo nói với Arioch, quan chỉ huy vệ quân của vua, đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Babylon. Daniel hỏi Arioch, quan chỉ huy vệ quân của vua: "Tại sao vua lại ra lệnh khẩn cấp như vậy?" Arioch nói cho Daniel biết rõ vấn đề. Daniel lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua. Rồi Daniel trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Hananiah, Misael và Azaria và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm này để Daniel và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Babylon. Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Daniel trong một khải tượng. Daniel ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. Daniel nói: "Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua. Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn. Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài.
Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con cảm tạ và tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con. Bây giờ, Ngài tỏ cho con biết điều chúng con cầu hỏi Ngài, vì Ngài tỏ cho chúng con biết vấn nạn của vua. Daniel giải mộng cho vua. Vậy, Daniel đến nhà Arioch, là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái Babylon, và nói: "Đừng diệt các nhà thông thái Babylon, xin đưa tôi vào trước mặt vua, thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua." Arioch lập tức đưa Daniel vào chầu vua và tâu với vua: "Hạ thần đã tìm được một người trong những người lưu đày từ Juda có thể giải thích giấc chiêm bao của bệ hạ." Vua hỏi Daniel, cũng gọi là Belteshazzar: "Người có thể tỏ cho trẫm biết giấc chiêm bao trẫm đã thấy cùng với lời giải thích được không?" Daniel trả lời: "Không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đã hỏi cả. Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời đã đấng bày tỏ những điều bí nhiệm sẽ cho vua Nebuchadnezzar biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường." Tâu đức vua, khi vua nằm trên giường suy nghĩ về việc sắp xảy đến, thì đấng bày tỏ điều bí nhiệm đã cho vua biết việc phải xảy đến. "Về phần tôi, không phải tôi khôn ngoan hơn người khác, nhưng điều bí nhiệm đã tỏ ra cho tôi, để tôi giải thích lại cho vua hiểu." Nhờ đó vua biết những ý tưởng trong lòng mình. Tâu đức vua, này, vua đã thấy một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và vô cùng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt vua, hình thù rất dễ sợ. Đầu pho tượng này bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, và bàn chân thì một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét. Khi vua đang mãi nhìn pho tượng, thì có một hòn đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. Bây giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đập lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi, không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đá đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chiếm cả mặt đất. Đó là giấc chiêm bao. Bây giờ, chúng tôi xin giải thích cho vua ý nghĩa của nó. Tâu đức vua, Ngài là vua của các vua. Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. Ngài đã trao vào tay vua con cái loài người, thú đồng và chim trời. Dù chúng ở nơi nào, Ngài cũng giao cho vua cai trị tất cả. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua, sẽ xuất hiện một vương quốc khác, kém hơn vương quốc của vua. Rồi một vương quốc thứ ba, là vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị khắp đất. Lại có một vương quốc thứ tư, mạnh như sắt, vì sắt đập nát và phá tan tành mọi vật. Và như sắt đập nát và phá tan tành mọi vật thể nào, thì vương quốc ấy cũng đập nát và phá tan tành các nước khác thể ấy. Như vua đã thấy, bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét, một phần bằng sắt, đó là một vương quốc bị phân chia. Nhưng trong vương quốc đó sẽ có một phần sức mạnh của sắt. Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, những ngón chân một phần bằng sắt, một phần đất sét, nên vương quốc đó vừa mạnh vừa giòn. Như vua đã thấy, sắt trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cùng pha trộn nhau nhưng không kết hợp nhau được, như sắt không thể pha trộn với đất sét được. Trong đời các vua này, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi,
không phải bởi bàn tay loài người đã đạp vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc chiêm bao này là thật và lời giải thích trên là chắc chắn. Bây giờ, vua Nebuchadnezzar sắp mặt xuống lạy Daniel, rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. Vua nói với Daniel, thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là đấng mặc khải những điều bí nhiệm. Nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm này. Vua đặt Daniel vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Babylon và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái Babylon. Theo lời thỉnh cầu của Daniel, vua bổ nhiệm Sadrach, Meshach, Abednego cùng cai quản tỉnh Babylon, còn Daniel thì túc trực trong cung vua.